Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là những chiếc ghế ăn mẫu Louis Hoa Hồng. Trên mình quý vị và các bạn đang xem đây là 8 chiếc ghế ăn mẫu Louis Hoa Hồng, hay còn gọi là mẫu ghế ăn Hoa Hồng tân cổ điển nội thất châu Âu. 8 chiếc ghế ăn này được làm từ chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Khi phần mộc thì nó có màu hơi hồng, và đây là chúng tôi đã tẩy axit lần thứ hai nên là gỗ là nó trắng đều, để khi hoàn thiện lên màu nó được đều hơn. Thì về gỗ hương đá thì trước khi chúng tôi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ tẩy axit để cho các cái nhựa gỗ ở bên trong nó đùn ra, tức là có nơi thì gọi là mủ, như chúng tôi hay gọi đó là nhựa gỗ, thì sau này khi sơn hoàn thiện lên nó sẽ không ảnh hưởng nữa. Nếu quý vị để vậy mà làm luôn thì chất liệu gỗ nó rất là ảnh hưởng, sau khi sơn độ vài tháng là sơn nó sẽ bị sùi, nó nổ bong bóng, quý vị lưu ý như vậy. Thì chiếc ghế ăn này chúng tôi làm với cái kích thước là mặt ghế chúng tôi làm vuông 45 và chiều cao là 1m17, chân chúng tôi làm 8 phân và phần cột này chúng tôi làm 6 phân, dáng cong Louis Hoa Hồng. Và xung quanh cái phần vách này thì chúng tôi chạm hoa hồng, và viền xung quanh chúng tôi chạy những đường hạt, và phía bên ngoài chúng tôi làm diềm, bên trên phần trương thì chúng tôi đục lá tây. Bên cạnh những cái mẫu ghế ăn Louis Hoa Hồng thì chúng tôi đang sản xuất những mẫu ghế ăn như vách đàn, chữ thọ hay là ghế ăn tân cổ điển theo mẫu mã mà mới nhất hiện nay. Quý khách muốn lấy hình ảnh thì quý khách hãy truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị xem thêm hình ảnh. Còn trên video này thì chúng tôi báo kích thước và cũng như là mẫu mã, thì chúng tôi sẽ quay bằng video. Quý khách mà ưng mẫu sản phẩm này, quý khách có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đi song song với những chất liệu gỗ hương đá này, chúng tôi đang sản xuất những ghế ăn Louis Hoa Hồng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ hay chất liệu gỗ gụ, tùy theo giá thành cũng như là kích thước mà quý vị yêu cầu. Quý vị có thể đặt cao hơn hoặc dài rộng hơn thì giá thành nó lại chênh lệch nhau. Còn toàn bộ như đây là chúng tôi làm khuôn 4 phân và ván là 2 phân, chân dài 8 phân. Và phần yếm này chúng tôi làm dài 3 phân. Và cái gỗ hương đá thì nó có cái độ sắc vân rất là đẹp ngay từ phần mộc, nên khi hoàn thiện thì sẽ rất là đẹp. Và khi hoàn thiện thì sẽ lên màu chủ đạo là màu ánh sáng vàng. Còn những quý khách mà thích làm giả gỗ hương của Lào thì màu nó hơi ánh đỏ lên. Chúng tôi có bán buôn bán lẻ những chiếc ghế ăn như này từ 2 chiếc trở lên. Thì quý vị muốn mua ít, số lượng ít thì quý vị hãy đặt trước chúng tôi. Còn thông thường thì chúng tôi bán một bộ là 6 ghế, 8 ghế đi cùng với một bàn. Quý khách nào nhà rộng hơn thì quý khách có thể chơi lên bộ 10, 12 ghế và một bàn. Bàn thì cũng có mấy loại bàn, bàn tròn và bàn chữ nhật. Và quý khách hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cụ thể. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem thêm được mẫu bàn ghế ăn cũng như bộ bàn ghế phòng khách hoặc cũng như đồ thờ cúng bằng gỗ. Vì chúng tôi trung bình một ngày chúng tôi tải từ 1 đến 2 video, có ngày chúng tôi tải từ 4 đến 5 video. Tùy theo từng ngày. Chúng tôi ra được nhiều sản phẩm thì chúng tôi sẽ giới thiệu luôn. Quý vị hãy cứ đăng ký kênh thì quý vị cập nhật nhanh nhất và những sản phẩm mới nhất của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, phát tại địa chỉ YouTube
đồgỗhiềnlanh.com. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.